Bất cứ một nghị quyết nào của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh việc đánh giá kết quả, thành tích lãnh đạo, thì một nội dung không thể thiếu được chỉ ra, đó là những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, đồng thời xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục mặt yếu kém đó. Và mới đây, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương tập trung bàn về công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới và một số nội dung quan trọng khác cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Đặc biệt, nghị quyết đã chỉ rõ những yếu kém bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thời gian qua, thêm khẳng định tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, quyết tâm chính trị cao trong chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ trung ương đến cơ sở. Không nhìn nhận vào sự đánh giá khách quan, toàn diện, lịch sử, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị đã tập trung khoét sâu vào các mặt hạn chế với những giọng điệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc đầy nguy hiểm. Đầu tiên, họ cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ thời gian qua là do sai lầm trong công tác cán bộ của Đảng. Họ lập luận xuyên tạc rằng bản chất công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam là không dân chủ, thiếu minh bạch. Việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ chỉ nhằm thanh trừng bè phái, đấu đá nội bộ, lợi ích nhóm. Một số kẻ cơ hội chính trị triệt để lợi dụng, khoét sâu những bức xúc của nhân dân trước tình trạng một bộ phận cán bộ tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để đưa ra những đánh giá nhận xét phiến diện, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, ông có đánh giá như thế nào về việc các thế lực xấu thì cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng thoái hóa biến chất của một số cán bộ thời gian qua là do sai lầm trong công tác cán bộ của Đảng ta? Những cái luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch cho rằng những cái sai lầm, khuyết điểm của Đảng ta trong công tác cán bộ là nguyên nhân để dẫn đến tất cả những yếu kém này là hoàn toàn không đúng. Có thể nói rằng là một đảng cầm quyền, Đảng ta rất nghiêm túc đánh giá, chỉ rõ những cái khuyết điểm, những cái sai lầm, những cái khuyết điểm để mà khắc phục. Thế nhưng mà các thế lực thù địch ấy, thì nó lại tìm mọi cách, nó khoét sâu vào những cái yếu kém của chúng ta, nó khoét sâu vào những cái mặt hạn chế, khuyết điểm của chúng ta để xuyên tạc, và nó cho rằng như vậy là hoàn toàn không đúng. Không phải chỉ có công tác cán bộ đâu, tất cả nhiều lĩnh vực khác. Chúng ta có thể nói rằng là cái chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nó luôn tìm mọi cách để nó chống phá Đảng và nhà nước ta. Các thế lực thù địch, các thế lực phản động không muốn có một cái nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh. Cho nên nó tìm mọi cách để nó muốn xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở đây. Và chính cái tuyên truyền của nó để làm cho cán bộ đảng viên hoang mang, phân tâm, hoài nghi. Và chính là nó tác động, nó đánh vào cái tư tưởng, ảnh hưởng đến cái tư tưởng, cái niềm tin của cán bộ đảng viên đối với Đảng. Cho nên đây là một quan điểm hết sức sai lầm, và nó cũng nằm trong cái chiến lược diễn biến hòa bình hết sức là tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch đối với Đảng và nhà nước ta. Chỉ tính trong 2 năm gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 59 cán bộ diện Trung ương quản lý, 13 cán bộ Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương, một Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hàng nghìn cán bộ đảng viên vi phạm. Tuy nhiên, trước việc Đảng ta kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm của hàng loạt cán bộ từ trung ương đến cơ sở thời gian qua, các thế lực chống phá đã bóp méo xuyên tạc rằng đó chẳng qua cũng chỉ là cuộc ẩu đả để thiết lập lợi ích nhóm giữa các phe cánh chính trị trong Đảng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, các thế lực xấu thì bóp méo xuyên tạc về việc Đảng ta kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm của cán bộ từ trung ương tới cơ sở, cho rằng là chỉ là hình thức và các phe cánh triệt nhau. Vậy thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Trước hết phải nói rằng Đảng ta rất nghiêm túc trong cái việc xử lý đối với những cán bộ đảng viên vi phạm. Cái quan điểm của Đảng là gì? Là phải xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên sai phạm, không có vùng cấm,
không có ngoại lệ, không có đặc quyền. Bất kỳ mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi đảng viên đều bình đẳng trước điều lệ đảng. Có nghĩa là gì? Ai vi phạm pháp luật nhà nước phải xử lý. Đảng viên nào vi phạm điều lệ đảng, vi phạm các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đều phải xử lý, không có đặc quyền, đặc lợi và cũng không có vùng cấm. Vì vậy cho nên là vừa qua đảng ta đã xử lý rất nhiều cán bộ đảng viên sai phạm, kể cả cán bộ cao cấp, không những xử lý bằng theo quy định kỷ luật của đảng mà còn xử lý bằng pháp luật nếu vi phạm pháp luật. Đấy, cho nên đây là cái quan điểm của đảng là rõ ràng, còn là không nương nhẹ ai, cũng không có làm hại cho ai. Với quan điểm là gì? Kỷ luật của đảng phải nghiêm minh, nhưng mà kỷ luật của đảng lại phải rất nhân văn và phải thấu tình đạt lý, phải tâm phục khẩu phục. Đây chính là cái quan điểm xử lý kỷ luật của đảng, không phải vì cái chuyện này chuyện kia. Thế còn các thế lực thù địch nó xuyên tạc, nó nói rằng là cái việc xử lý những cái cán bộ đảng viên sai phạm là hình thức thôi, còn bên trong đó là một cái sự đấu đá, là cái sự phe này phái kia, là cái lợi ích nhóm, là hoàn toàn sai sự thật. Và đây chính là một cái sự bịa đặt, và chúng ta phải lên án, chúng ta phải đấu tranh chống lại với những cái quan điểm sai lầm, những cái luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bên cạnh những đối tượng cực đoan lên giọng hô hào chống phá, thì có một số người lại khuyên rằng đảng nên tôn trọng các giá trị dân chủ, nhân quyền. Đây cũng là xu thế phù hợp với sự phát triển của thời đại, để đảng có được cái nhìn toàn diện hơn, trở nên trong sạch hơn, lại chống được suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các thế lực thù địch mượn một số những cái quan điểm mà mới nghe thì ai cũng tưởng là đúng. Nào là vấn đề dân chủ, nào vấn đề nhân quyền, nào vấn đề là tự do, rồi vấn đề là này khác. Tức là nó đưa ra nhiều những cái khái niệm mà có thể nói rất là mơ hồ. Để nó nói rằng là gì? Là để chúng ta vi phạm dân chủ đấy, chúng ta vi phạm nhân quyền đấy. Thì điều đó hoàn toàn không đúng. Có thể nói hiện nay quan điểm của đảng ta về vấn đề dân chủ đó là gì? Là phải mở rộng, thực sự mở rộng và phát huy dân chủ trong đảng, và mở rộng và thực sự phát huy dân chủ trong nhân dân. Rồi rất nhiều quy định của đảng nói rõ là tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân đều có quyền theo dõi, đều có quyền giám sát, đều có quyền phản ảnh những cái tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Cho nên là có thể nói là đảng ta đã có nhiều cái cố gắng và cụ thể hóa cái quan điểm dân chủ này, và để đưa cho trở thành những quy định, quy trình làm thế nào để thật sự dân chủ, thật sự khách quan, thật sự công tâm, thật sự công bằng. Ngay trong công tác cán bộ cũng vậy thôi. Cho nên các thế lực thù địch nó có xuyên tạc, nó có nói thế này, nói kia thế kia, cũng là những cái luận điệu rất phản động để hòng phân tán tư tưởng, làm hoang mang tư tưởng trong cán bộ đảng viên, để cho nhân dân thiếu tin vào cái đường lối của đảng. Đây là những cái âm mưu rất là thâm độc, rất là xảo quyệt của các thế lực thù địch. Chúng ta phải thấy cái đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải quyết liệt đấu tranh, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng nó xuyên tạc, nó nói sai sự thật. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp cao của đảng vừa qua luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, động viên, khích lệ những việc làm tốt, có lợi cho sự nghiệp chung, đồng thời cũng là sự đánh giá, nhắc nhở đối với những cán bộ có khuyết điểm hoặc còn hạn chế về năng lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, trước sự kiện này, một số người đã cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ là hình thức mị dân, không thực chất. Có kẻ cơ hội chính trị lên giọng xuyên tạc rằng việc lấy phiếu tín nhiệm trong đảng đang phản ánh cuộc đấu tranh thanh trừng giữa các phe phái, thể hiện kẻ thắng người thua trên đấu trường chính trị. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, ông đánh giá như nào trước việc một số người cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ là hình thức và không thực chất? Xung quanh vấn đề lấy phiếu tín nhiệm thì tôi phải nói thế này. Cái việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy
đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội là một chủ trương đúng đắn. Và đây cũng chính là để mở rộng dân chủ đấy. Thông qua cái việc lấy phiếu tín nhiệm này, nó nhằm mục đích gì? Thứ nhất là để những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được cái mức độ tín nhiệm của mình, thấy rõ hơn những cái ưu điểm, những cái kết quả của mình để mà tiếp tục phát huy, nhưng đồng thời cũng lại thấy những cái hạn chế thiếu sót của mình để mà tu dưỡng, để mà phấn đấu, để mà khắc phục, để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Thông qua cái việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cho cái cấp ủy có thẩm quyền là nhận xét, đánh giá, bố trí sử dụng cái cán bộ nó được khách quan, chính xác hơn. Từ cái mục đích vấn đề lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức ở trong Quốc hội hay là trong Trung ương hay là các cấp ủy tổ chức đảng thì rõ ràng nó phản ánh một vấn đề rất tốt. Thế còn tất nhiên cũng có thể cái việc lấy phiếu ở chỗ nọ chỗ kia, ở cấp này cấp khác, có thể nó cũng còn có những cái biểu hiện hình thức thật. Vâng nè, ví dụ bây giờ lấy phiếu ở chi bộ chẳng hạn, lấy phiếu ở thôn, ở xã chẳng hạn, cũng có thể nó có những cái nơi này nơi kia nó còn vẫn còn hình thức, nó chưa phản ánh đúng thực chất, thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân vì sao để mà khắc phục cái việc đó. Chứ không thể vì một chỗ này một chỗ kia nó có cái chuyện là cái việc lấy phiếu nó cũng chưa phản ánh đúng khách quan mà chúng ta lại cho rằng là cái việc lấy phiếu tín nhiệm là hình thức thì hoàn toàn không đúng. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Phải khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm là rất cần thiết. Chắc chắn người được tín nhiệm cao sẽ vẫn phải cố gắng để giữ mức độ tín nhiệm cao hơn nữa. Những người có mức độ tín nhiệm thấp thì bắt buộc phải cải thiện, cố gắng để lấy lại sự tín nhiệm cho bản thân, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn cương vị trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nếu xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Điều đó cho thấy là gì? Công tác cán bộ vô cùng quan trọng. Hay nói cách khác là công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ là vấn đề đặc biệt quan trọng. Vừa qua Ban Chấp hành Trung ương có tổng kết 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trung ương cũng xác định, cũng khẳng định là cái sự trưởng thành lớn mạnh của đội ngũ cán bộ chính là cái nhân tố quyết định làm nên những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua. Cho nên có thể nói công tác cán bộ là cực kỳ quan trọng, vì cán bộ và đội ngũ cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chính vì cái vị trí quan trọng của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ như vậy, cho nên các thế lực thù địch nó mới tập trung vào, nó mới lợi dụng cái vấn đề này, nó khoét sâu vào những khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta để nó xuyên tạc, để nó nói là gì? Là như vậy là cái đội ngũ cán bộ này hỏng hết rồi. Thế là hoàn toàn sai. Nếu đội ngũ cán bộ của chúng ta mà hỏng hết, làm sao có cái cơ đồ như hiện nay? Mà đồng chí Tổng Bí thư vẫn thường nói đấy, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế và uy tín như ngày hôm nay trên trường quốc tế. Vậy thì trong đội ngũ cán bộ cũng vậy, rất nhiều cán bộ đảng viên tốt, vững vàng, gọi là gương mẫu, nhưng mà bên cạnh đó cũng có một bộ phận, cũng có một số cán bộ thiếu gương mẫu. Chúng ta thấy được những cái hạn chế thiếu sót, chúng ta quyết tâm sửa chữa khắc phục. Đảng không sợ khuyết điểm, không giấu giếm khuyết điểm. Quan trọng nhất là thái độ của chúng ta đối với khuyết điểm đó, để mà gì? Để mà sửa chữa, để mà khắc phục, để mà dần dần nó tốt lên. Những kết quả đạt được, những bài học rút ra từ thực tiễn càng tiếp thêm ý chí quyết tâm để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, đi cùng với thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, thì toàn xã hội cần đề cao cảnh giác, nhận diện những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Làm được như vậy thì dù có thực hiện bằng trăm phương ngàn kế, các thế lực thù địch cũng không thể nào phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.